Vâng, Đại ca Minh Dương rất vui khi trở lại với video tiếp theo lần này. Gửi lời chào thân ái đến toàn thể anh em trên khắp cả nước. Một buổi trưa nắng nóng thì hiện tại trong shop khá là đông, cho nên là mình phải ra bên ngoài giao thông thoáng. Và giống như thường lệ thì trước mắt chúng ta đây là một exciter lên đồ chơi cổng tem với combo khoảng từ 5 đến 7 triệu. Thì anh em mình có thể ngắm qua đây, đây là một cái style khá đơn giản. Phát trên mình bộ tem trùm đỏ đen sáp nhỉ. Nhìn nó mạnh mẽ, khá mạnh mẽ. Nhưng mà điều nổi bật vẫn là phuộc USD và mâm Cooney. Thì nói về phuộc và mâm Cooney thì hiện tại nó là sự lựa chọn số 1 của rất là nhiều anh em. Nói chung thì mình làm rất khá là nhiều, mà chủ yếu là anh em chọn cái style này. Nói về mâm thì hiện tại bên shop có đầy đủ các dòng mâm, giống như là mâm Cooney, ASIO, rồi ASIO có bản lớn bản nhỏ luôn, rồi R3. Nói chung về cơ bản thì mâm bên shop khá đầy đủ, nên anh em qua thì tùy nhu cầu mọi người và tùy vào cái gu thẩm mỹ. Thì như trước mắt anh em đã thấy, đây là exciter này thì được trang bị điểm nổi bật chỉ là mâm và cặp phuộc thôi. Nhưng mà sở dĩ nó combo giá khoảng tầm 7 triệu ạ. Cái này chẳng tầm 7 triệu là bởi vì nồi thì được thay bằng hệ thống nồi 5 lò xo Uma Racing, và thay bằng buri Denso rồi. Một biển sườn nữa, nói chung nồi lực là lên tầm đó rồi. Còn ngoài lực thì về cơ bản thì nhiêu đây thôi. Đó, thì sau đây anh em mình cùng ngắm qua các điểm cơ bản trên chiếc xe này. Và anh em mình cùng cho đánh giá ở phần nhận xét nha.